Sáng nay ngày 6 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi xét xử ông Nguyễn Minh Phúc, 41 tuổi, tên thường gọi là Thích Tâm Phúc, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, hội đồng xét xử vào phòng xử án, bắt đầu phiên tòa. Theo báo cáo của thư ký phiên tòa thì người bị hại và 7 người liên quan vắng mặt lần hai. Bước lên bục khai báo, ông Thích Tâm Phúc nói mình đủ minh mẫn, sức khỏe để tham dự phiên tòa. Ông Phúc khai mình học vấn tiến sĩ luật, nghề nghiệp tu sĩ. Theo hồ sơ, năm 2021, bà L, T, H, T, 50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, mua một thửa đất diện tích 420,3m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi do ông L, B, T và bà N, T, C, N, làm chủ với giá 2,4 tỷ đồng nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Bà T, thông qua L, B, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, giới thiệu và quen biết ông Nguyễn Minh Phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất trên thành hai thửa đất, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Ông Phúc không có khả năng làm thủ tục tách thửa cũng như không quen biết với người hay cơ quan có thể làm thủ tục tách thửa. Tuy vậy, do từng nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả nên Phúc nhận lời ông V với chi phí 135 triệu đồng. Sau đó ông Phúc nhận trước 70 triệu đồng rồi thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội. Bà T, sau khi nhận giấy tờ đất từ Phúc đã phát sinh nghi ngờ tính pháp lý nên kiểm tra và trình báo công an, nhưng ông Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 8 năm 2023. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2023, Phúc trở về thì bị công an huyện Củ Chi mời làm việc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Phúc, công an thu giữ 10 giấy tờ đất, trong đó một giấy gốc của bà T và 9 giấy tờ đất giả, trong đó 5 giấy giả nhằm lừa bà T, 4 giấy còn lại do Phúc làm nhưng chưa sử dụng.